Sao mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó mong manh quá vậy? Bị la ra, bị mắng thôi mà suy sụp như vậy đó hả? Xưa tao bị đánh hả? Tao cũng bình thường. Vì sao mà ngày hôm nay các bạn trẻ dễ bị tổn thương hơn bởi những cái hành vi mà cách đây 10, 15, 20 năm cái thời của chúng ta chuyện nhỏ chịu được dễ không? Tại vì rất đơn giản là cái tổn thương về tâm lý á, nó không nhất thiết nó tương xứng cái tác động về mặt vật lý. Hồi xưa các bạn bị ba má la, bị phạt quỳ, các bạn vô lớp các bạn kể, cả lớp nói tao cũng bị quánh, tao cũng bị chửi, cho nên là cái mông mình bị đánh rất là đau, đau mấy bữa hả? Nhưng mà về mặt tâm lý á, thì mình thấy bình thường. Tại sao? À vậy, cái tổn thương tâm lý nó đến khi mà cái bạn trẻ đó nhận được cái cư xử và hành vi và bạn đó ý thức được là nó rất khác với những người xung quanh. Tưởng tượng em nói các bạn bị đánh và các bạn bước vào lớp và nói tao bị đánh và cả lớp này bị đánh, tao chưa bao giờ bị đánh. Và đó là lúc tổn thương về cảm xúc và tinh thần nó sẽ được phóng đại lên rất nhiều lần. Lúc đó nó sẽ cảm thấy là nó bị ngược đãi cùng một cái lời nói, một cái hành vi. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì cái tổn thương về mặt tâm lý, cảm xúc và tinh thần gây ra cho các bạn đó lớn hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta đã trải qua ngày còn bé. Cho nên ba mẹ please không được áp dụng cái cách mà ông bà đã cư xử với mình để dạy các em. Nếu các bạn thật sự thương con mình, các bạn phải không ngừng học. Trong tất cả những cái học, học làm cha, học làm mẹ là cái khó nhất. Mình phải không ngừng cập nhật. Mình muốn con mình nó vươn ra thế giới, cha mẹ cũng phải vươn ra thế giới để đồng hành với con.